Giai điệu Ireland. Giai điệu Ireland. Hoài Anh xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Giai điệu Ireland phát sóng vào 15:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia 91 MHz. Các bạn thân mến, tuần này chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến miền đất âm nhạc dân gian Ireland. Như các bạn hẳn đều đã nhận thấy, âm nhạc có một vị thế vững chắc trên đất nước Ireland. Nó có ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, văn hóa và con người Ireland. Đặc biệt, âm nhạc dân gian với những nhạc cụ truyền thống đa dạng, những điệu dân ca, dân vũ đặc sắc còn có tác động mạnh mẽ lên nhiều loại hình âm nhạc khác ở đất nước này. Trong số chúng ta, chắc không ít đã từng bị cuốn hút bởi những thanh âm huyền thoại, mơ màng của giọng ca Enya, bởi những giai điệu hòa tấu nhạc cụ rộn ràng đến hấp hồn của những cô gái trẻ đẹp The Corrs, hay sự phối bè dày dặn, giàu màu sắc của những chàng trai đến từ ban nhạc Celtic Thunder. Và còn rất nhiều những ví dụ khác. Họ đều là những nghệ sĩ đã khéo léo sử dụng nét âm nhạc đậm màu sắc dân tộc Ireland làm nền tảng hay tô điểm cho những sáng tác và phong cách trình diễn của họ. Vậy âm nhạc dân gian Ireland là gì? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về lĩnh vực này thông qua những điệu nhảy dân gian Ireland vô cùng đặc sắc các bạn nhé! Rồi là điệu nhảy rail có nhan đề đá trên đồng. Đây là một giai điệu rất quen thuộc ở Ireland, hầu như người Ireland nào cũng biết, cũng thuộc giai điệu réo rắt, rộn ràng và vui nhộn này.
Các bạn thân mến, Gwen là điệu nhảy cổ Ireland có nguồn gốc từ điệu hay ra đời vào khoảng thế kỷ 16. Điệu nhảy này có nhịp đôi thường là 2-2 hoặc 4-4, được nhấn mạnh ở các nhịp lẻ, nhịp 1 và 3. Đa phần các điệu Gwen đều có cấu trúc xây dựng trên hai mô típ được nhắc lại theo dạng AABB. Mỗi phần thường kéo dài 8 ô nhịp, chia thành những câu nhỏ theo từng đôi một dưới kết cấu hỏi và đáp. Các bạn hãy cùng Hoài Anh hòa mình trong giai điệu Gwen tiếp theo đây. Các bạn có cảm thấy như ta đang được bay bổng giữa một không gian xanh tươi mênh mang của núi đồi thảo nguyên, lúa đồng phì nhiêu màu mỡ, được tra mình trên những hồ nước trong xanh bình lặng, được uốn lượn theo những dòng sông trong vắt dịu dàng cho êm ả. Nào, chúng ta hãy cùng bước vào khung cảnh nên thơ yên bình, tươi đẹp của đất nước Ireland. Cũng rất phổ biến ở miền Tây Nam Vương quốc Anh. Rồi từ năm 1847, khi rất nhiều người Ireland vượt Đại Tây Dương sang định cư ở châu Mỹ, cụ thể là nước Canada, điệu Ren từ đó cũng xâm nhập thêm vào dòng nhạc bluegrass của Mỹ, đồng thời cũng ảnh hưởng ít nhiều đến âm nhạc dân gian ở Canada. Thank you.
cạnh điệu reel, một điệu nhảy nữa cũng rất được yêu thích ở Ireland, đó là điệu jig. Nếu điệu reel là một điệu nhảy nhịp đôi thì jig lại là một điệu nhịp ba. Điệu nhảy này cũng ra đời và được phổ biến rộng rãi từ thế kỷ 16, trở thành một trào lưu mạnh mẽ thời Baroque ở cả các nước Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Chúng ta đang nghe một điệu heavy jig có tính chất chậm rãi, nhịp điệu thong thả với giai điệu được chơi trên đàn fiddle kèm theo phần đệm nhẹ nhàng của đàn guitar. Các bạn ạ, đàn fiddle là một trong những loại đàn quan trọng nhất trong nền âm nhạc dân gian Ireland. Đây là tên gọi nguyên thủy của đàn violon được sử dụng trong âm nhạc dân gian. Tương tự như đàn violon trong dàn nhạc cổ điển, đàn fiddle là loại đàn dây kéo bằng vĩ. Tuy nhiên, thay vì đỡ đàn bằng cổ với cầm từ nhẹ lên đuôi hộp đàn như cách chơi đàn violon cổ điển, thì khi chơi đàn fiddle, người chơi sẽ đỡ đàn ngay trên khuỷu tay hoặc đặt trên ngực. Là âm thanh của cây đàn dây kéo fiddle của Ireland. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một nhạc cụ nữa rất đặc trưng cho đất nước này, đó là nhạc cụ hơi kèn túi bagpipe. Nhạc cụ này còn có một tên gọi khác là Ireland. Theo tiếng Gaelic, từ Ireland có nghĩa là khuỷu tay. Cũng bởi vì khi chơi, dưới tác động của khuỷu tay phải lên bơm, người ta có thể bơm khí vào đầy túi da, thường được làm từ da heo hay da bò. Và rồi với khuỷu tay trái, ta lại ép hơi ra khỏi túi để lùa qua một lưỡi gà và đi vào ống giai điệu. Rồi khi dùng ngón tay bịt hay thả các lỗ trên ống giai điệu mà ta có được những âm thanh với cao độ ưng ý.
tuy là một nhạc cụ hơi được liệt vào bộ gỗ vì các ống đều được làm từ gỗ, nhưng để chơi kèn tứ Ireland ta không phải thổi mà chủ yếu là sử dụng hai khuỷu tay cùng các ngón tay. Bên cạnh đó, nét đặc biệt nữa của kèn tứ Ireland đó là nó còn được trang bị 3 ống bút đồng nữa với chiều dài khoảng hơn 1 mét với cao độ khác nhau để làm nhiệm vụ tiếp nhận hơi và phát ra những âm thanh có thể kéo dài liên tục. Bản nhạc Plastic Corner của Douglas O'Garland sáng tác đã được nhóm The Heart Consort của Andrew Lawrence King dàn dựng lại cho đàn fiddle, kèn tứ kết hợp với các nhạc cụ gõ một cách hết sức tinh tế. Nếu các bạn đã theo dõi những chương trình trước, Hoài Anh đã giới thiệu với các bạn về Douglas O'Garland. Ông là một nhạc sĩ, nghệ sĩ khiếm thị, chơi và sáng tác cho đàn hàng Celtic, cây đàn biểu tượng của đất nước Ireland có mặt trên chính quốc huy của đất nước này. Ông sống vào cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18. Sáng tác của ông cho đàn hạc Celtic rất được ưa chuộng và đến nay vẫn luôn được chơi cũng như được dàn dựng lại cho nhiều nhạc cụ độc tấu và hòa tấu. Chúng ta cùng lắng nghe sáng tác của Douglas O'Garland có tựa đề Plastic Corner được dàn dựng lại cho đàn fiddle, kèn tứ Ireland và các nhạc cụ gõ để cùng cảm nhận những màu sắc âm thanh thú vị của mỗi loại nhạc cụ này nhé. Trở lại với điệu nhảy jig, điệu nhảy nổi tiếng ở Ireland. Các bạn thân mến, bản thân từ jig có nghĩa là nhảy lên. Ngoài điệu heavy jig với tốc độ vừa phải, thong thả, chậm rãi, còn có những điệu light jig trái lại thường được chơi với tốc độ rất nhanh. Nó cho ta cảm giác như chân người tham gia nhảy gần như không bao giờ chạm đất mà cứ bay trên không trung vậy. Phần cuối của chương trình sẽ là một giai điệu light jig do Douglas O'Garland sáng tác và cũng được nhóm nhạc The Heart Consort dàn dựng lại cho các nhạc cụ dân tộc Ireland hòa tấu. Các bạn hãy cùng Hoài Anh thưởng thức vũ điệu rộn ràng này nhé!
bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe cảm nhận của một thính giả về chương trình Giai điệu Ireland. Đã có lúc từng chuyện áo cơm cuốn ta rời xa rất nhiều những mơ ước yêu đương. Nhưng trong cuộc đời này luôn có những điều kỳ diệu neo giữ dùm ta, những ký ức trong veo của một thời tuổi trẻ, để một lúc nào đó ta trở lại với xiết bao bồi hồi. Với tôi, những ký ức đó đã trở lại trong một buổi chiều đông tê tái, khi bất ngờ nghe giai điệu rộn ràng của ca khúc Love You Anyway của Boyzone vang ra từ radio. Vẫn biết rằng thật khó để yêu em, nhưng dù sao anh vẫn yêu em. Anh đã cố để không yêu em, vậy mà sao anh vẫn yêu em. Love You Anyway, bài hát đó và Boyzone đã đến với tôi cùng một thuở yêu người. Mối tình đó đã xa, đã có lẽ trở thành niềm cay đắng như bao mối tình thuở hoa niên. Song Boyzone, với những ca từ trong sáng, dịu dàng, với giọng hát ngọt ngào của Ronan Keating, đã khiến mọi điều trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến ngay cả sự chia tay cũng trở nên ngọt ngào. Những nỗi đau trở thành dòng kỷ niệm trong veo, khiến người ta luôn tìm thấy những khía cạnh tốt trong những điều tưởng như tồi tệ. Anh biết rằng tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi. Anh biết dù điều đó rồi sẽ xảy ra. Giá như những giọt nước mắt là những nụ cười, giá như những đêm lạnh giá là những ngày ấm áp. No matter what, thật lạ lùng khi những ca từ đó đã được cất lên đầy biểu cảm từ những chàng trai khi còn rất trẻ đó. Một sự đồng cảm, rồi tò mò đến thích thú. Và tôi đã nghiện những ca khúc đó, cùng với những tuyệt phẩm khác của boy band đến từ đảo quốc Ireland này. Những ca khúc củng cố niềm tin của tôi vào tình yêu vĩnh cửu, cho dù có không đến được cùng nhau. Cho dù cách xa, thì tôi vẫn có thể nhắn gửi tới nàng những lời thú nhận rằng tôi sẽ luôn yêu nàng như lời bài ca Every Day I Love You. Boyzone với tôi là như thế, một người bạn đồng hành thủa hoa niên trong vắt, một thủa đã xa và tưởng như đã quên. Vậy mà chiều đông ấy, khi những ca từ ấy cất lên, tất cả đã ùa về, ấm áp như một ngụm Irish coffee trong gió mùa đông bắc. You say yes. Together we're the very best. I know that I am truly blessed. Every day I love you. And I'll give you my best. Every day I love you. Yeah. Oh yeah. Vừa rồi là tâm sự của một bạn thính giả gửi về cho chương trình Giai điệu Ireland. Hoài Anh xin cảm ơn bạn. Hy vọng rằng chương trình sẽ nhận được nhiều hơn nữa những băng thu âm cảm nhận của các bạn về đất nước, văn hóa cũng như con người Ireland. Hoài Anh rất vui vì được cùng các bạn chia sẻ những khoảnh khắc âm nhạc ngọt ngào vừa rồi. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật tuyệt đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 15:30 Chủ nhật tuần sau.